Mình là chị review đây. Các bậc phụ huynh đã sở hữu cho gia đình mình những dòng sản phẩm khóa gài cạnh tủ, ngăn kéo chống kẹp tay cho bé chưa? Hôm nay USA Store xin giới thiệu mẫu khóa chặn cửa cá voi, chống kẹp tay bé rất đẹp và hữu ích. Hiện tại đã có gần 3.000 khách hàng đã mua và trải nghiệm sản phẩm này rồi đó ạ. Khóa tủ an toàn cho trẻ em có tác dụng giữ chặt các loại cửa trong gia đình bạn như cửa tủ, cửa phòng, tránh kẹp tay gây thương tích cho các bé. Khóa được làm từ chất liệu nhựa cứng cao cấp, rất bền và chắc chắn. Cách sử dụng đơn giản, dễ dàng lắp ráp, tháo rời, thích hợp để sử dụng cho nhiều loại cửa khác nhau trong gia đình bạn. Bạn thấy thích sản phẩm thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay để được giá khuyến mãi nhé. Cạnh đó, USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị nữa các bạn ạ. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher của shop. Các bạn ghé thăm shop để chọn thêm mặt hàng vào giỏ nhé. Nghĩ đến mua sắm, nghĩ đến USA Store.